Mới đây, trong một sự kiện, Mai Tài Phiến gây chú ý khi lộ diện với visual có phần khang khác. Theo đó, nam diễn viên đổ bộ thảm đỏ với bộ trang phục xanh rêu, kết hợp cùng chiếc kính đen cá tính. Trong lần xuất hiện này, có thể thấy tình tin đồn của Mỹ Tâm đã tăng cân rõ rệt. Không chỉ gương mặt tròn hơn mà cơ thể của Mai Tài Phiến trông vạm vỡ hơn trước nhiều. Nhiều netizen cũng nhận ra sự thay đổi của Mai Tài Phiến và đa số cư dân mạng dành lời khen ngợi cho diện mạo mới của nam diễn viên. Trong vài khoảnh khắc chụp bằng camera thường, Mai Tài Phiến ghi điểm vì vẻ ngoài phong độ cùng visual sắc nét, điển trai. Dù lên cân nhưng, tình tin đồn, Mỹ Tâm vẫn nhận được nhiều lời khen từ netizen vì vẻ ngoài phong độ và điển trai. Mai Tài Phiến sinh năm 1991 tại Bạc Liêu. Năm 2017, anh đoạt giải quán quân cuộc thi gương mặt điện ảnh và bắt đầu được chú ý khi tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc. Nam diễn viên gây ấn tượng với visual điển trai cùng lúm đồng tiền tạo nên thương hiệu. Sau hợp tác chung trong vài dự án, mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phiến thu hút sự quan tâm của công chúng. Ngoài những phản ứng hóa học trên phim hay MV thì cặp đôi không ít lần bị dân tình soi loạt, hình, chất lượng, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Gây chú ý trong số đó chính là lần Mai Tài Phiến bị bắt gặp về quê Mỹ Tâm đón Tết. Dù không lên tiếng về mối quan hệ nhưng netizen vẫn đẩy thuyền cho Mỹ Tâm và Mai Tài Phiến vì độ đẹp đôi của cả hai.